Kohongi ngại chi tiết nhỉ? Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với ngữ pháp bài số 8. Ở ngữ pháp bài số 8, chúng ta sẽ làm quen một loại từ mới, đó là tính từ. Cùng với đó là các mẫu câu liên quan đến tính từ nhằm thể hiện tính chất của con người hay là sự vật nào đó. Dewa benkyou shimashou. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngữ pháp bài số 8. Ở ngữ pháp bài số 8 sẽ có những mẫu ngữ pháp như sau. Ngữ pháp thứ nhất, nakeyoshi, ikeyoshi. Ở phần ngữ pháp này chúng ta sẽ làm quen với tính từ đuôi na và tính từ đuôi i. Ngữ pháp số 2, s wa, tính từ đuôi na des, tính từ đuôi i des. S là tính từ đuôi na hay là tính từ đuôi i. Ngữ pháp số 3, s wa, tính từ đuôi na jarimasen, tính từ đuôi i kunai des. Đây là cách phủ định của tính từ đuôi na và tính từ đuôi i. Pháp thứ tư, S wa, tính từ đuôi na n des, tính từ đuôi i n des. Đây là mẫu cấu trúc tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Và mẫu ngữ pháp thứ nhất, nakeyoshi, ikeyoshi. Trong tiếng Nhật có hai loại tính từ, đó là tính từ đuôi na và tính từ đuôi i. Tính từ đuôi na được gọi là nakeyoshi và tính từ đuôi i được gọi là ikeyoshi. Tính từ trong tiếng Nhật được sử dụng để miêu tả trạng thái và tính chất của danh từ. Thứ hai, dùng để bổ nghĩa cho danh từ. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với tính từ đuôi i, ikeyoshi. Tính từ đuôi i là những tính từ kết thúc bằng chữ i. Ví dụ như là okii hay là chisai, các bạn thấy kết thúc bằng chữ i. Oki có nghĩa là to và chisai có nghĩa là nhỏ. Thì những tính từ này đều kết thúc bằng chữ i cuối cùng, được gọi là tính từ đuôi i. Hay ví dụ số 2, furui, atarashii, thì các bạn thấy những chữ cuối cùng đều kết thúc bằng chữ i. Furui có nghĩa là cũ và atarashii có nghĩa là mới. Thì đây cũng là những tính từ đuôi i. Số 2 là quen với tính từ đuôi na, nakeyoshi. Các tính từ không phải đuôi i thì là tính từ đuôi na. Ví dụ như genki, các bạn để ý đây không phải là chữ i mà là chữ ki, thì đây được xem là tính từ đuôi na. Genki na, khỏe mạnh. Hay ví dụ số 2, shizuka, nigiyaka. Shizuka kết thúc bằng chữ ka thì đây là tính từ đuôi na, shizuka na, có nghĩa là yên tĩnh. Và nigiyaka kết thúc bằng chữ ka được xem là tính từ đuôi na thì là ồn ào hay là náo nhiệt. Điểm chú ý, có một số trường hợp đặc biệt tuy kết thúc bằng đuôi i nhưng vẫn là tính từ đuôi na, các bạn chú ý nhé. Ví dụ như là yumei, các bạn hãy kết thúc bằng chữ i này, nhưng đây lại là tính từ đuôi na, yumei na, có nghĩa là nổi tiếng. Hay kirei, tính từ này kết thúc bằng chữ i, tuy nhiên nó lại là tính từ đuôi na, có nghĩa là xinh đẹp, kirei na. Tiếp theo chúng ta sẽ vào ngữ pháp số 2, S wa, tính từ đuôi na des, tính từ đuôi i des. Với ý nghĩa, tính từ đứng một mình trong câu và làm chức năng vị ngữ của câu, miêu tả trạng thái và tính chất của danh từ. Mẫu câu ở dạng khẳng định chúng ta sẽ có như sau, tính từ đuôi i vẫn giữ nguyên i cộng des. Và tính từ đuôi na chúng ta sẽ bỏ na cộng des. Đối với câu khẳng định chúng ta sẽ dùng phó từ tốt thêm một, có ý nghĩa là rất, để nhấn mạnh ý nghĩa của tính từ đó. Phó từ totemo được nằm trước tính từ để bổ nghĩa cho tính từ. Thì phó từ sẽ bổ nghĩa trực tiếp cho tính từ hoặc động từ. Sau này học bài cao hơn chúng ta sẽ học một số phó từ bổ nghĩa cho động từ. Đối với tính từ đuôi i, chúng ta giữ nguyên i cộng des sẽ có ví dụ như sau. Kyo wa samui desu. Câu này có nghĩa là hôm nay trời lạnh. Thì đây, tính từ đuôi i giữ nguyên i cộng desu. Hay ví dụ số 2, chúng ta bỏ thêm totemo vào để nhấn mạnh ý nghĩa của câu. Namu san wa totemo omoshiroi desu. Anh Nam là người rất thú vị. Totemo có nghĩa là rất, và omoshiroi là thú vị. Thì đây, bổ nghĩa cho omoshiroi. Anh Nam là người rất thú vị. Kết thúc, chúng ta vẫn giữ nguyên y và cộng desu. Tính từ đuôi na, chúng ta sẽ bỏ na cộng desu. Ví dụ Tokyo Tower wa yume desu. Tháp Tokyo thì nổi tiếng.
Yumena chúng ta sẽ bỏ na đi và cộng với des. Ví dụ số 2, anh sang wa totemo kirei desu. Chị anh thì rất xinh đẹp. Thì kire kết thúc bằng chữ y nhưng mà tính từ với na. Thì đây, bỏ na cộng desu. Totemo có nghĩa là rất, bổ nghĩa cho kire. Chị anh rất xinh đẹp. Vào ngữ pháp số 3, esu wa tính từ đuôi na zarimasen và tính từ đuôi y kunai desu. Đây là cách nói phủ định của tính từ, chúng ta sẽ có như sau. Tính từ đuôi y chúng ta sẽ chuyển y thành kunai cộng với desu. Chú ý đối với tính từ y có nghĩa là tốt, chúng ta sẽ đổi hai chữ y này thành yo kunai cộng desu. Đây là điểm chú ý của tính từ đuôi y. Tính từ đuôi na bỏ na cộng zarimasen hoặc đế quả đi mà xem. Tính từ đuôi na thì sử dụng tương tự như là danh từ. Trong câu phủ định chúng ta sẽ dùng phó từ amari có nghĩa là không lắm để giảm nhẹ tính từ chúng ta muốn nói đến. Đối với câu khẳng định chúng ta sử dụng tốt thế một, thì đối với câu phủ định chúng ta sẽ dùng amali để làm giảm nhẹ tính từ chúng ta muốn nói đến. Phó từ amari sẽ được nằm trước tính từ ở dạng phủ định, thì phó từ sẽ bổ nghĩa cho tính từ nhưng mà ở dạng này sẽ là dạng phủ định. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với tính từ đuôi y, chúng ta sẽ chuyển y thành kunai cộng desu. Ví dụ, shukudai wa muzukashi kunai desu. Ở câu này mang ý nghĩa bài tập về nhà thì không khó. Cậu bé này thì vừa làm vừa hát, chắc là đơn giản rồi. Thì đây, muzukashi y chúng ta sẽ chuyển đổi chữ y chuyển thành kunai cộng với desu. Sử dụng phó từ amali. Tom sang wa amali takaku nai desu. Thì anh Tom không cao cho lắm. Thì anh ấy cao dưới mấy sáu này. Trong trường hợp này chúng ta sẽ biến đổi takai bỏ chữ y thành takaku nai desu. Amali có nghĩa là không lắm. Thì bổ nghĩa cho takai thì takai chia qua thể phủ định là takaku nai. Anh Tom không cao cho lắm. Tính từ đuôi na chúng ta sẽ bỏ na cộng zarimasen. Tính từ đuôi na cách sử dụng thì giống với danh từ. Ví dụ thứ nhất, Ashita hima zarimasen. Thì ngày mai tôi không rảnh rỗi. Đây, rất là bận, một đầu năm tay. Hima là không rảnh và phủ định của hima đó là hima zarimasen. Chúng ta sẽ bỏ na cộng với zarimasen. Đối với phó từ amali, chúng ta sẽ có ví dụ. Watashi no heya wa amali shizuka zarimasen. Câu này có nghĩa là phòng của tôi không yên tĩnh cho lắm. Thì các bạn thấy phòng của anh ấy thì là có tiếng đục, tiếng nhạc. Nếu mà chúng ta nói Shizuka zarimasen thì không yên tĩnh, nhưng mà anh ấy bỏ thêm tính từ amali vào làm giảm nhẹ cách nói, thì là phòng của tôi không yên tĩnh cho lắm. Người Nhật có một cách nói là thường người ta sẽ không phủ định một vấn đề gì hoàn toàn, mà người ta thường thêm amali vào để giảm nhẹ, nói giảm nó tránh đi cái phần chúng ta muốn đề cập tới. Đối với câu hỏi, sử dụng tính từ ở dạng khẳng định rồi thêm ca vào cuối câu. Tính từ chúng ta ở dạng khẳng định rồi thêm ca. Khi trả lời thì hay lặp lại tính từ và desu. Trường hợp ie chúng ta sẽ phủ định tính từ cộng desu. Ví dụ câu hỏi tính từ đuôi y. Sono den wa wa atarashi desu ka? Anh ấy hỏi là điện thoại đó mới phải không? Trong trường hợp anh ấy trả lời đúng rồi hay. Hay atarashi desu, lặp lại mệnh đề. Vâng, là điện thoại mới. Thì đây, khi chúng ta hỏi, chúng ta đưa tính từ vào ở dạng khẳng định và thêm ca ở cuối câu. Khi trả lời hay thì chúng ta sẽ khẳng định lại tính từ đó. Thế là xong. Vâng, là điện thoại mới. Vào ví dụ số 2. Oishii desu ka? Có ngon không? Thì nhìn khuôn mặt thế này là biết không ngon rồi. Ie, amari oishiku nai desu. Không, không ngon cho lắm. Vì không muốn nói trực tiếp là dở nên anh ấy bỏ amali vào để làm giảm nhẹ câu văn. Đối với câu hỏi tính từ đuôi na, chúng ta sẽ vào ví dụ như sau. Hồ Chí Minh wa nigiyaka desu ka? Thì người này hỏi là thành phố Hồ Chí Minh có náo nhiệt không? Người B trả lời là hay, nigiyaka desu. Câu này có nghĩa là vâng, náo nhiệt. Ví dụ số 2. Ogenki desu ka? Thì anh ấy gặp bạn này và hỏi là bạn có khỏe không? Ie, amali genki zarimasen. Không, tôi không khỏe cho lắm.
thì anh ấy không được khỏe cho lắm. Vào ngữ pháp thứ tư, tính từ đuôi ná NDS và tính từ đuôi ý NDS. Ý nghĩa: với mẫu câu này, tính từ sẽ đứng trước danh từ và bổ nghĩa ý nghĩa cho danh từ đó. Cách dùng: tính từ đuôi na chúng ta sẽ giữ nguyên na và cộng n, không bỏ na. Tính từ đuôi y chúng ta sẽ giữ nguyên y cộng với n. Ví dụ: watashi no boshi wa aoi boshi desu. Câu này có nghĩa là mũ của tôi là mũ màu xanh. Các bạn để ý, boshi thì tính từ sẽ đứng đằng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Aoi boshi, tính từ đuôi y giữ nguyên y cộng với boshi cộng với danh từ. Mũ của tôi là mũ màu xanh. Hay ví dụ số 2, kare wa genki na hito desu. Chỉ vào người đằng kia bảo là anh ấy là người khỏe mạnh. Genki là tính từ đuôi na, hito là danh từ chỉ người, vậy chúng ta kết hợp với danh từ sẽ là thêm na vào, genki na hito, không bỏ na, giữ nguyên na, genki na hito desu. Khi muốn hỏi về tính chất, đặc điểm hay trạng thái của một vật hay một người nào đó, chúng ta sử dụng nghi vấn từ don na. Don na là nghi vấn từ để hỏi về tính chất, tính từ khi bổ nghĩa cho danh từ. Nên phía sau nghi vấn từ don na sẽ luôn có một danh từ. Chúng ta sẽ có cấu trúc như sau: S wa don na cộng với danh từ desu ka. Thì người B trả lời là tính từ cộng với danh từ desu thể hiện tính chất của danh từ đó là xong. Ví dụ số 3, onesan wa don na hito desu ka. Thì câu này có nghĩa là chị gái của bạn là người như thế nào vậy? Thì người ta chưa biết chị gái của anh ấy là người như thế nào cả, nên mới hỏi là don na hito desu ka, người như thế nào? Luôn có một danh từ ở đằng sau. Thì người B trả lời là totemo kibishi hito desu, rất hung dữ và nghiêm khắc, làm bài điểm thấp là ăn déo tai liền. Chị tôi là người rất nghiêm khắc. Ví dụ thứ tư, anata no furusato wa don na tokoro desu ka? Thì người A người ta hỏi là quê của bạn là nơi như thế nào? Don na tokoro. Shizuka na tokoro desu, là một nơi yên tĩnh. Thì shizuka là tính từ đuôi na, cộng với tokoro là nơi, thì là nơi yên tĩnh. Và mẫu ngữ pháp thứ năm, đó là mẫu ngữ pháp chúng ta được thêm vào để làm quen với trợ từ ga và liên từ soshite. Trợ từ ga mang ý nghĩa là nhân, dùng để nối hai câu thành một câu. Vế trước và vế sau mang ý nghĩa trái ngược nhau. Trong câu sẽ sử dụng cùng một chủ ngữ. Trong câu sẽ có một chủ ngữ nhưng mà vế trước vế sau sẽ là trái ngược nhau. Nếu vế trước mang ý nghĩa tiêu cực thì vế sau mang ý nghĩa tích cực. Và ngược lại, nếu vế trước mang ý nghĩa tích cực thì vế sau sẽ mang ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ, Nihongo wa muzukashi desu ka, omoshiroi desu. Thì câu này có nghĩa là tiếng Nhật thì khó nhưng thú vị. Đây, vế trước và vế sau nó sẽ đối ngược nhau. Nếu chúng ta nói tiếng Nhật thì thú vị thì vế sau sẽ là khó. Đối với liên từ soshite, liên từ soshite mang ý nghĩa là và hơn nữa, dùng để thêm vào và liệt kê sự vật sự việc. Soshite sẽ đứng ở đầu câu phía sau, câu sau sẽ mang ý nghĩa bổ trợ thêm nội dung cho câu trước. Ví dụ, sushi wa yume desu, soshite oishii desu. Thì đây, sushi nổi tiếng và nó sẽ chấm một cái bổ nghĩa cho câu sau. Soshite oishii desu, và ngon. Khi chúng ta sử dụng soshite thì chúng ta sẽ đi theo hai chiều cùng thuận, chứ không giống như gà, một chiều thuận và một chiều nghịch. Vậy là chúng ta đã học xong ngữ pháp của bài số 8 rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Minasan, arigatou gozaimashita.